Đài Loan bác đề nghị từ một cựu ngoại giao Mỹ kêu gọi ngưng sử dụng đường chín đoạn để minh định chủ quyền ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Đài Loan, bà Anna Kao nói các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Đông Sa và Trung Sa cũng như các vùng biển xung quanh là phần không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan dựa trên cơ sở lịch sử, địa lý và luật quốc tế. Phát biểu của bà Cao là phản hồi trước đề nghị một ngày trước đó từ ông William Stanton, một cựu đại diện của Hoa Kỳ tại Đài Loan, cho rằng Đài Loan nên thôi dùng đường chín đoạn để phân định chủ quyền trên Biển Đông, mà thay vào đó nên dựa vào luật quốc tế và Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển trong các tuyên bố chủ quyền của mình. Nguyên Giám đốc Văn phòng Đài Bắc thuộc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan cho biết Mỹ đã khuyến nghị tương tự với Trung Quốc. Nước cũng dùng bản đồ cửu khúc để đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Giới chức ngoại giao Mỹ đã hồi hưu cũng đề nghị Hoa Kỳ nên nỗ lực giúp Đài Loan giảm bớt sự phụ thuộc vào đường chín đoạn, trong khi Washington hoàn thành cam kết xoay trục về châu Á.